Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì buổi lễ trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đã trao quyết định được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 15 tháng 5 2023 đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Đồng thời, trao quyết định các đồng chí được điều động bổ nhiệm lần này gồm: quyết định điều động ông Nguyễn Thành Thanh, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, đến công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 15 tháng 5 2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Lê Trường Chinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15 tháng 5 2023. Đồng thời, trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh điều động ông Lê Trường Chinh đến công tác tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Phong, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa kể từ ngày 15 tháng 5 2023 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa theo quy định. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trần Văn Tươi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15 tháng 5 2023. Đồng thời trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh điều động ông Trần Văn Tươi đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc, thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 15 tháng 5 2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Út, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức kể từ ngày 15 tháng 5 2023 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức theo quy định. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út chúc mừng và ghi nhận quá trình công tác của ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh trong thời gian qua. Đối với các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn với cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phấn đấu học hỏi, đoàn kết cùng tập thể cơ quan đơn vị để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, để kịp thời nắm bắt công tác quản lý nguồn vốn vay cũng như những khó khăn trong thực hiện hoạt động tín dụng chính sách, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An đã có buổi kiểm tra giám sát tại huyện Đức Huệ. Qua báo cáo, hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện năm 2022 và đến ngày 10 tháng 5 2023, doanh số cho vay hơn 112 tỷ 500 triệu đồng với hơn 3.100 lượt khách hàng. Tổng dư nợ 14 chương trình cho vay là gần 347 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao đạt gần 98% kế hoạch. Đoàn kiểm tra giám sát đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bình xét cho vay đúng quy trình, đảm bảo đúng đối tượng, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích. Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023, các địa phương trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Ủy ban nhân dân huyện Chính Hưng tổ chức lễ phát động trồng cây phần tán nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 tại xã Tuyên Bình. Sau lễ phát động, các đại biểu đoàn thể địa phương tiến hành ra quân trồng cây tại tuyến đường tỉnh 831 từ cầu Bình Châu đến ranh Kiến Tường. Theo dự kiến, tuyến đường sẽ được trồng khoảng 2.000 cây hoàng yến và bông giấy nhằm xây dựng đường tỉnh 831 trở thành tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, góp phần nâng cao tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tại xã Mỹ Lệ, huyện đoàn Cần Đước tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, đoàn viên thanh niên địa phương tham gia trồng 500 cây hoàng yến trên tuyến đường chợ Mỹ dài hơn 2 km. Ngoài trồng cây, đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải.
Ngay sau hoạt động trồng cây tại xã Mỹ Lệ, đoàn viên thanh niên đăng ký với đảng ủy các xã thực hiện các mô hình xanh sạch đẹp, tạo sự lan tỏa cho phong trào và hưởng ứng thực hiện có hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2023, mới đây, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, dâng hương tại công viên tượng đài Long An, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và hơn 200 đoàn viên thanh niên, đồ viên, dân hương tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những tình cảm quý báu mà các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào, khẳng định vai trò sứ mệnh của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong giáo dục rèn luyện thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt cái nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc cũng như nghị quyết đại hội đoàn tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022-2027, ban thường vụ tỉnh đoàn đã đặt ra cái chương trình là hành trình về địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. Triển khai cái nội dung này là trên địa bàn toàn tỉnh cho tất cả các địa phương đơn vị, và đồng loạt ngày hôm nay ngày 4 tháng 5 thì trên địa bàn toàn tỉnh thì có tất cả các đơn vị chọn điểm để đến các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, di tích văn hóa để giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, đội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Dịp này, các đoàn viên thanh niên, đội viên tham quan công viên tượng đài Long An, tìm hiểu về lịch sử kháng chiến hào hùng, anh dũng đấu tranh của đảng bộ và nhân dân Long An trong kháng chiến chống Mỹ, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, từ đó ra sức phấn đấu học tập xứng đáng với 8 chữ vàng Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. Hội đồng đội huyện Cần Giuộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2023. 82 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự chiều chắc của đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam ra sức học tập và rèn luyện, sáng tạo, xây dựng, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Hoạt động đội cả nước nói chung và hội đồng đội huyện Cần Giuộc nói riêng ngày càng có sức lan tỏa, được xã hội đánh giá cao. Hội đồng đội huyện nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu thi đua của tỉnh. Hội đồng đội huyện Cần Đức tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi, nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục và sức lan tỏa quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đồng đội huyện đã tổ chức liên hoan tiếng hát mầm non, hội thi phụ trách sao giỏi, sao nhi đồng chăm ngoan năm học 2022-2023, hội thi viết chữ đẹp cấp huyện cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học năm học 2022-2023. Dịp này, huyện đoàn Cần Đức trao giấy khen cho 18 học sinh đạt danh hiệu đội viên xuất sắc cấp huyện năm học 2022-2023, đồng thời trao biểu trưng ngôi nhà khăn quàng đỏ, công trình măng non cấp huyện cho em Trần Minh Thắng, học sinh lớp 5-6, trường tiểu học Hồ Văn Quy. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Với chủ đề Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức trưng bày gần 1.000 đầu sách ở 100 thể loại với 6 mảng sách về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử cách mạng Việt Nam, về biển đảo Việt Nam, về quê hương đất nước con người Việt Nam. Hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023 được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An trưng bày, phục vụ, tham quan, đọc sách đến ngày 19 tháng 5 2023. Hoạt động nhằm khơi dậy tiềm năng văn hóa đọc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên ở các cơ quan đơn vị. Thưa quý vị, hưởng ứng mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của toàn ngành, năm học 2022 và 2023, các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn thành phố Tân An tích cực tạo môi trường trong và ngoài lớp phong phú đa dạng, hấp dẫn trẻ. Năm học 2022-2023, thành phố Tân An có 23 trường mầm non, mẫu giáo với gần 5.000 trẻ. Trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An đã chỉ đạo các trường mầm non và mẫu giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học. Tại trường mẫu giáo phường 6, thành phố Tân An, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu, chủ đề, hoạt động và hứng thú của trẻ.
Thì ngoài công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở đây thì các cô ở trường mình thì cũng tập trung về cái việc mà trang trí môi trường cho các bé hoạt động ở các giờ hoạt động ngoài trời và hoạt động chơi. Thì ở đây mà trang trí lớp rồi tạo cho các bé một cái môi trường hạnh phúc để các bé đủ những cái đồ chơi vận động. Khi mà các bé ra ngoài sân hoạt động, những cái trò chơi dân gian hoặc là những cái trò chơi các nước để cho các bé ở đây vui chơi cùng các bạn. Môi trường giáo dục ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ. Công tác bố trí các khu vực cho trẻ hoạt động vui chơi sinh hoạt học tập ngoài trời như sân tập thể dục, khu vực vui chơi, khu vực trẻ trồng rau và chăm sóc cây được nhà trường quan tâm. Cháu được một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thực đơn đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ và được ký kết hợp đồng với nguồn thực phẩm an toàn, ổn định. Ngoài ra, trường mẫu giáo quận 6 còn ký hợp đồng với nhân viên y tế của địa phương thường xuyên phối hợp để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho trẻ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng béo phì cuối năm thì giảm so với đầu năm. Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục ở trường mầm non mẫu giáo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm là có vai trò quan trọng. Đây là phương tiện điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về đức trí, thể mỹ, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ học tập ở các bậc học tiếp theo. Thưa quý vị, theo khung kế hoạch năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 là trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Bộ cho phép các tỉnh thành xây dựng kế hoạch năm học riêng phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, đảm bảo giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 18 tuần và học kỳ 2 17 tuần. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã và đang tiến hành thi hết học kỳ. Theo dự kiến, hầu hết các địa phương, học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là sau ngày 31 tháng 5. Cơ quan Hàng không Dân dụng Sudan thông báo sẽ tiếp tục đóng cửa không phận cho đến ngày 31 tháng 5 tới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại thủ đô Khartoum, sau khi quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự chưa thể thống nhất được về một lệnh ngừng bắn. Trong thông báo, chính quyền Sudan cho biết các chuyến bay sơ tán và viện trợ nhân đạo sẽ được miễn áp dụng quy định này nếu có giấy phép do cơ quan liên quan cấp. Các chuyến bay sơ tán hiện đang sử dụng căn cứ không quân ở thành phố Omdurman, phía bắc thủ đô Khartoum, hoặc cảng hàng không Sudan ở bang Biển Đỏ, phía đông Khartoum. Sudan đã đóng cửa không phận sau khi nổ ra xung đột giữa quân đội nước này và nhóm bắn quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh vào giữa tháng 4 vừa qua. Tại châu Á, Thái Bình Dương, gần 60% người dân phải kiếm việc làm thêm để trang trải các chi phí và có cuộc sống thoải mái hơn trong bối cảnh sức ép giá cả ngày càng gia tăng. Theo kết quả khảo sát vừa được Công ty Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu, Herbalife công bố, có 59% số người trả lời nói rằng họ có thêm công việc phụ và 61% trong số này nói lý do là để trang trải cuộc sống. Cũng theo cuộc khảo sát, ở một số nền kinh tế trong khu vực, trung bình những người làm thêm cần phải kiếm được từ 300 đến 700 đô la Mỹ một tháng để đảm bảo có cuộc sống thoải mái hơn. Các chuyên gia cho rằng chi phí thực phẩm, nhà ở và giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến các cộng đồng trên toàn cầu, khiến mọi người phải tìm kiếm các nguồn thu nhập bổ sung. Theo khảo sát, có hơn một nửa số người trả lời cho biết họ gặp khó khăn trong việc thanh toán các nhu yếu phẩm và tới hơn 70% lo lắng về vấn đề tài chính. Khi thế giới cán mốc 8 tỷ người, thì một câu hỏi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm là làm thế nào để đảm bảo đủ lương thực cho dân số toàn cầu. Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm từ côn trùng đang ngày càng hấp dẫn và là giải pháp cho tương lai. Đây là những mẻ sâu gạo mới nuôi trong phòng thí nghiệm. Tốc độ phát triển của loài sâu này khá tốt, giàu dinh dưỡng và có thể chế biến đa dạng, sử dụng làm thực phẩm cho con người. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm từ côn trùng hiện đang là sân chơi hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp. Trước tình trạng khô hạn, nắng nóng khắc nghiệt,
nước sông giảm mạnh, cuộc sống người dân phía Nam châu Âu cũng đang ít nhiều bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt. Dù là nhà sản xuất trái cây và rau quả lớn nhất của Liên minh châu Âu, nhưng 60% đất nông nghiệp của Tây Ban Nha đang khát vì thiếu mưa. Các hồ chứa nước ở Tây Ban Nha hiện chỉ còn một nửa công suất. Đầm Donana là đầm lớn nhất trong nhóm nhỏ các đầm phá từng trữ nước quanh năm, hiện chỉ là một dũng bùn nứt nẻ khô cằn. Còn tại Italy, sông Po, con sông lớn nhất đất nước, mực nước đã hạ xuống mức thấp kỷ lục theo mùa trong 30 năm qua. Tốc độ dòng chảy chỉ bằng 1/3 mức trung bình. Giới khoa học nhận định, tình hình ở châu Âu trong mùa hè năm nay có thể nghiêm trọng hơn năm ngoái.